Kính thưa quý vị, tin từ Frank, Louis Vuitton đã trình bày bộ sưu tập xuân hè năm 2013 hôm thứ Tư ngày 3 tháng 10. Sắp đặt nội thất bao gồm 4 thang cuốn lớn, 4 cánh cửa hoa văn cổ điển màu đen, viền vàng và những bậc thang xuống sàn catwalk màu sọc. Nêu bật sự phản xạ hình ảnh đối xứng qua gương là ý tưởng chủ đạo bao trùm cả chương trình. Không gian và họa tiết gợi nhớ phong cách của thập niên 60 và 70. Biểu diễn trên sàn catwalk có sự góp mặt của các siêu mẫu danh tiếng nhất. Gây ngạc nhiên là sự xuất hiện của Kate Moss, siêu mẫu nước Anh. Kể từ năm 2004, cô không còn biểu diễn trên sàn catwalk. Kate Moss mặc áo jacket đen, quần ngắn bó sát, mang giày da cá sấu và hút thuốc. Các ngôi sao như Naomi Campbell, Stella Tennant và Amber Valletta lần lượt tỏa sáng trên sàn catwalk. Nhà thiết kế Marc Jacobs là giám đốc sáng tạo của hãng thời trang Pháp Louis Vuitton từ năm 1997.